ăn cơm với món khô quẹt. Có lẽ chị Xuyến ăn không thấy ngon nên ăn cơm ít, vì thế chị cảm thấy đói nên đã xây thêm một phần sinh tố đậu xanh. Không biết món này chị làm theo công thức gì mà thấy nó lạ lắm, mời chú anh chị cùng làm với chị Xuyến nhé. Chào chị Xuyến nha. Chào, em làm gì đó chị Xuyến? Chị quay mà sinh tố đậu xanh cho con chị uống nè. Bữa nay ăn quay sinh tố đậu xanh ăn ha. Dạ. Cũng là chào em ha. Chào cũng giả trong nước ngoài nước. Chiều rồi cũng chiều rồi con nó thèm sinh tố nó kêu quay cho nó uống nè. Chị quay. Lần này mình làm sinh tố đậu xanh hết chị. Sinh tố đậu với sữa. Ngon dữ ta. Ngon á. Đậu này bao lâu rồi chị Xuyến? Đậu này á, chị để gần 2 tuần trong tủ lạnh rồi. Bỏ trong tủ lạnh đó ha. Biết sao không? Tại vì chị nấu chín rồi đó. Mình bỏ trong tủ lạnh chứ không hư ha. Đúng rồi, không hư. Bỏ ngăn đá hay là bỏ ngăn bình thường? Bỏ ngăn lạnh lạnh á. Ngăn đá ha. Cái này sữa nè. Hết một lon sữa luôn không? Không, để gì vừa chứ đâu mà hết rồi em. Tính hết lon sữa luôn chứ, lon sữa cho hết đi cho nó thơm. Giờ chị để nước cho nè. Để đường nè. Con Quyền vô lấy đá cho mẹ. Có, chị để đá sẵn. Cái này là ba muỗng đường nó được. Con uống. Rồi đây lấy đi, con này lấy đi rồi thằng nó đem lại. Con uống với mẹ. Ủa sao vậy đó? Rồi con ngay ngồi đàng hoàng tử tế đi ha. Chắc do nãy ăn cơm khô quẹt không no sao á. Giờ xin tố uống thêm không? Thèm món kia chị quay cho nó nè. Mẹ cho uống nữa. Mẹ cho uống nữa. Chị làm một cái món này mà chị chia sẻ cái bí quyết là làm ngon rồi chị Xuyên. Thì mình mua đậu xanh về. Mình lấy ruột đó em. Cái mình là nấu chín bỏ vô nước muối. Xong rồi mình để vô nước đá. Thì khi nào mình uống thì mình quay. Mình lấy đậu sống luôn chị Xuyên. Đậu sống mình lấy được không? Không, đậu sống được. Cho uống được không? Phải nấu chín. Rồi ha. Mẹ cho uống gì? Sao con uống lạnh được đây? Anh thấy không? Chưa. 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 Không ha. Ta chưa tơ chưa diễn mà. Đã chưa diễn. Đây mình uống nước đá ấy á, này lại chị làm nước đá đặc mà cột nè. Cái cái kia mình có nước diễn nè. Hai ly đó. Có hai ly rồi hả? Để nó đi rồi chút. Tức là con bệnh là mẹ không có chỗ. Biết sao không? Bị gì nó bị ho á. Chị để đây nè, hồi cho nó hết lạnh ba lá đi rượu. Chị tí đi rượu. Ha. Này là chỉ được mẹ uống thôi. Con bệnh không được uống. Chút nữa mẹ cho. Chút nữa mình để lạnh nó tan hết trơn. Nó lạnh uống được. Em mà khán giả trong nước mình uống đó với em ha. Rồi đâu. Hai chị uống đó với chị. Chút mẹ cho. Để uống thử coi nó càng sao nè. Nó thèm lắm rồi kìa. Nhìn nó thèm kìa. Sao chị Xuyến? Ngon. Ngon ha. Ngon. Cái mùi vị sao chị Xuyến? Chia sẻ rồi. Ngọt ngọt. Thơm thơm béo béo. Thơm thơm béo béo ha. Thì nó có sữa có đường nè. Chị Xuyến công nhận xuyên ha. Mấy đứa con mà nó thèm cái gì là chị Xuyến làm liền. Uống đi con. Xin mẹ cho uống. Chị đổ qua đây cho nó bớt lại chút cái mình. Chút xíu đi mẹ cho. Chút xíu nó tan nát cho nó bớt lạnh là giảm độ lạnh là mẹ đưa. Ha, nó còn đang lạnh nè. Chút xíu. Cho nó chút xíu đi. Thèm quá đã.
Bị nó ho chị không dám cho nó uống này chứ. Nó đang bệnh đó. Nhưng mà nó uống được, nhưng mà mình phải để cho nó tan cái lạnh. Đúng rồi, cho nó nguội ha. Ừ, cho nó tan rồi. Đợi xíu đi con. Đợi không nổi gì thèm. Đợi tiếng đồng hồ đi. Ngon quá em ơi. Nói gì chứ mẹ con uống hết trơn rồi, còn đâu có để con mà tới lượt. Ngon quá. Ngoài nó ngồi thèm quá kìa. Nhỏ thèm. Nhờ mẹ nó kìa. Nội bà không rồi, nó đã đủ nước quét. Cho miếng sữa nè. Nó uống sữa không? Mẹ ơi, không được. Thôi. Chứ không còn ho thêm đó. Chút thì mẹ cho. Ha, cái này cũng như không có ho, như uống được nè. Như là mẹ cho này nha. Mẹ nó uống hết trơn, còn ra nữa rồi nè, đưa nó. Để cho bớt lạnh chút xíu, nó còn đang lạnh quá. Nè, phải trời đi cho ông Như uống, không cho ông Quyền uống trời. Không có, Quyền nó ho, chị em không dám cho nó uống đá nữa chứ. Như uống được, Như không có ho, Như sao không cho ông Như uống, không cho ông Quyền uống. Mẹ em hút này Như lại đây mẹ uống. Rồi, nhỏ khóc luôn kìa. Khóc luôn kìa. Quay nữa hả, con Như chậm lấy, hút chậm đây. Hút xong bắn đỏ kìa. Ngon không chị Xuyến? Cảm giác sao chị Xuyến? Đã ha. Ngon. Ngọt ngọt béo béo. Ngọt béo béo ha. Ngon em ơi. Nhỏ. Ừ. Khóc vừa không có nước. À ngon quá em ơi. Mất cơ hội à. Được bảo uống chơi còn khỉ gì nữa đâu mà còn uống. Hết rồi. Lạnh quá nè. Mình lỡ cho nó ngủ đi cho nó đỡ thèm đi. Uống rồi nó ho, rồi nghiệp nó đang uống thuốc. Đang uống thuốc ha. Ừ. Bây, một chút nữa nó uống cũng dặn được. Bây giờ một chút xíu thôi chị bắt lên cái bếp. Bắt lên bếp cho nó ấm 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 để cho nó uống. Ngon quá ta. Ê, lạnh này lạnh thường thường bác sĩ không cho mình tắm là một, cái lạnh là một, hai nữa là. Vì tại sao mình là làm mình khỏi bỏ đá vô? Ừ, nãy mình xây trường miếng lợi. Mình bỏ đá. Mình cũng quên. Quên ha. Quên, hôm trước còn sao không nhớ. Chị Xuyến giờ có hay quên không chị Xuyến? Có, chị nói tình chị quên hoài đó, chút xíu là qua, xíu quên đó. Rồi bữa nay mình có suy nghĩ là mai mình ăn món gì chưa chị Xuyến? Chị chưa biết nữa, để coi mai chị đi chợ cái gì về cho em hay ha. Mẹ em muốn chị ăn gì? Còn vốn để ấy không mà. Giờ vốn của mẹ em mới cho đó. Mai đi chợ mua. Mai còn thấy chị ăn gì được nè. Tôm hùm. Tôm hùm ha. Ê. Kìa đi kìa, nó kìa, lo nó kìa. Tôm hùm mà, tôm hùm mình làm rồi. Sao ta? Quyên. Tôm hùm mình xào cái gì có tàu được không em? Tôm hùm có tàu được không? Một ký tôm hùm nha. Chị một ký tôm hùm chị để vào tủ lạnh ha. Để kho tàu ha. Chị xíu. Sao bà uống hết trơn rồi không trượt quyền miếng nào hết trơn vậy? Thì kìa, uống trơn không còn miếng nào chị nói kìa. Chút xíu đi mẹ bắt lên cái bếp. Thôi giờ con vô chổng lấy bếp ga ra đi rồi mẹ bắt lên cho. Đi đây vô lấy bếp ga đi. Bà đâu có thương con quyền miếng nào đâu, bà đâu có cho uống đâu. Bà cho Như uống không rồi kìa. Hút nữa nè. Đó. Nghe. Nghe. Đi vô lấy Như, đi vô lấy cái bếp ra đi Như, cho mẹ hâm nóng lại cho nó uống Như. Con vô bưng bếp ra đi rồi mẹ hâm cho. Thèm lắm, thèm rồi. Đi đây thèm lại cho. Như vô lấy cái bếp đi, mẹ bắt nóng gì nè Như. Con Như á thì được mẹ thương rồi, con Quyền không được mẹ thương rồi, không trốn. Đó, vậy đó ha. Như là nó cho nó giảm lại cái độ lạnh đó. Đó. Cho nó hay vậy? Ở đây làm nóng hết trơn đi. Mẹ ham miệng Như nó đút. Để nó đi cho nó hàn cho em nó nóng luôn. Này chị uống nóng nha. Còn vậy đây mình mà ho với bác sĩ kêu mình nó đừng có uống hồ lạnh là một. Thứ hai đó mình đừng tắm nước lạnh. Hay là mình mặn nóng. Để nó ho lâu hết. Con nhận chị Xuyến thương con dữ ha. Đó, giờ này chị Xuyến đang hâm mà xin tố nóng cho con Quyền uống nha. Ly của chị uống hết trơn rồi, chị uống 2 ly nữa dạ ha, 2 ly gì ha. Xay đá xong xay rồi. Xay này tới 3 ly lận đó. Cho nóng. Có 2 ly chứ 3 ly đâu.
Nãy thì không chỉ uống được 2 ly với cái đó 1 ly nữa. Đâu có đâu, hồi nãy đổ ra có 2 ly à. Ừ. Thì chị Sướng uống mẹ hết ly gử rồi. Ừ. Đang giòn kìa. Thèm. Thấy thèm. Rồi được rồi. Nóng ấm nha, nóng mới uống được á. Được rồi, chị hâm ấm rồi. Tôi uống thử nóng luôn á. Được rồi, chị để nóng nóng quá sợ uống. Hâm chấm ấm là được rồi. Rớt. Đổ là nghỉ uống luôn. À, không được vô. Thôi từ trời học vô cái nấu không thử gì kìa. Ừ. Rồi đổ, lỡ đổ ra ngoài hết trơn luôn. Khóc mò luôn. Trời, người ta cho, không cho, từ đi. Ừ. Cái này coi nó cái hàng sao à. Ừ, thử coi nó nóng không. Ừ. Thử nó nóng không à. Rồi thử trước đi. Được, uống rồi. Được nha. Mày uống nè. Nghỉ uống đi nha. Nghỉ uống luôn rồi, còn nghỉ đi. Hết ngon rồi, Quyền ơi. Hết ngon rồi. Ừ. Nghỉ uống đi. Qua ngồi đi mẹ nha. Đi qua ngồi đi mẹ nha. Qua nó ngồi đi. Nó kêu đổ vô cho nó kìa. Đổ vô cho con ha. Ừ, chia đôi kìa. Ờ, chia đôi nè. Ừ. Nó. Ừ. Rồi, ngon không Như? Ừ. Ngon không? Sao đâu, ngon sao đâu. Rồi, Quyền cũng không ngon luôn rồi. Làm sao đâu, Quyền cũng ngon đó. Quyền ngon không Quyền? Ừ. Ừ. Rồi hết ngon đi luôn. Vô, rồi. Đi vô mở láng chị vô mở tôi làm. Ừ. Rồi thôi chào khán giả đây chị Xuyến ơi. Dạ. Rồi chúc chị và gia đình buổi chiều vui vẻ nha. Chúc em khỏe buổi chiều mới tài bất lộc á. Ừ. Chào khán giả, chúc khán giả.